nằm ở phía tây thành phố, thuộc địa phận huyện Thạch Thất. Tràng Sơn là một trong những làng nghề lâu đời nhất trong nước, nổi tiếng với nghề mộc và nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc gỗ nổi tiếng. Ông Đỗ Khắc Công, một thợ mộc đã làm việc tại xưởng nhà gỗ Phúc Lộc, xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, đã được 7 năm. Quá trình làm việc ở đây, ông cũng như những người thợ khác được anh Nguyễn Huy Khiêm, chủ xưởng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đầy đủ quy trình sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ trong nghề mộc. Nắm vững cách thức sử dụng giúp cho người thợ làm chủ dụng cụ, tránh xảy ra tai nạn lao động. Những khối gỗ cũng được sắp xếp gọn gàng, chen cẩn thận, tránh lăn, rơi, đổ, gây tai nạn thương tích cho thợ. Tôi làm đây với anh Khiêm được 7 năm rồi. Thế nhưng mà nói chung là an toàn lao động của anh Khiêm anh cũng rất là chặt chẽ và rất là kỹ cương. Đấy nhưng mà an toàn lao động gỗ việc lại trước hết là lúc lao động là phải đeo khẩu trang để anh em nó đảm bảo sức khỏe phổi. Đấy là an toàn nhất để cho trước hết là cho mình. Xong rồi đến là bên cơ quan giám đốc. Đấy, thế còn gỗ an toàn chúng tôi là phải kê kích, là phải chèn nhát rất là cẩn thận. Đấy, không để lơ là được. Nó xảy ra an toàn cái là rất nguy hiểm. Trước hết bản thân mình, xong là anh em, mà trước cả chính quyền nữa. Tôi nhắc anh em phải an toàn lao động, cũng làm nếu cầu kiệt là phải cẩn thận. Không lúc lơ là nó xảy ra cái là chết giờ đấy. Hầu hết các nhà xưởng chế biến gỗ, nội thất đều hàng ngày phát lượng khí thải mọt gỗ và bụi sơn cực lớn. Có những hạt bụi ở dạng khói, đồng thời có mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người sơn. Tại xưởng nhà gỗ Phúc Lộc, từ lâu đã lắp đặt và đưa vào sử dụng buồng sơn màng nước để xử lý bụi sơn gỗ. Bụi sơn gỗ được hút và lọc qua màng nước sẽ không phát tán ra môi trường, đồng thời sức khỏe người thợ cũng được đảm bảo. Bên mình thì trước tiên là cũng ưu tiên về vấn đề sức khỏe là cũng rất là để ý đến nơi. Thì sức khỏe trong đó là vấn đề an toàn lao động. Thì hướng dẫn các bác ấy sử dụng các cái dàn cầu, rồi sử dụng máy móc, sử dụng các cái đồ dùng để mà máy cưa, máy cắt ấy. Thì hướng dẫn sử dụng và hai nữa là cũng tạo ra một cái tâm lý thoải mái. Cũng như là không nên làm quá nhiều giờ trong ngày. Ví dụ như một ngày là làm đủ 7 tiếng hoặc 8 tiếng thôi, không làm nhiều thời gian thì là người ta sẽ có thể là đầu óc tư tưởng một cái không thoải mái thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn lao động. Phun sơn thì mình đã sử dụng cái hệ thống gọi là hệ thống màng lọc nước. Thì khi mà sơn nó bay vào trong cái màng đấy là nó sẽ khử đi và nó sẽ đi xuống dưới một cái khay đấy và nó sẽ thổi cái gió không có mùi sơn ra ngoài, không ảnh hưởng gì đến môi trường và sức khỏe của cái người đứng phun sơn. Làng nghề may xã Tam Hiệp đã có từ lâu đời, những năm gần đây phát triển ngày càng mạnh. Sản phẩm của làng nghề là quần áo các loại, mũ thời trang, thú nhồi bông và các sản phẩm may mặc khác. Sản phẩm của làng nghề đã được người tiêu dùng chấp nhận, đáp ứng được yêu cầu về mẫu mã, giá cả và đã có mặt trên khắp thị trường trong và ngoài nước. Làng nghề hiện có trên 500 cơ sở sản xuất với tổng số khoảng 2.000 lao động, thu nhập bình quân từ 6 đến 9 triệu đồng một tháng. Làng nghề không chỉ tạo việc làm cho lao động tại chỗ mà còn thu hút số đông lực lượng lao động tại các xã lân cận như Ngọc Tảo, Tam Thuấn, Hiệp Thuận, Liên Hiệp. Hoạt động hơn 10 năm, xưởng may quần áo đồng phục của chị Nguyễn Thị Vóc luôn được sắp xếp gọn gàng, thợ cắt, thợ là cũng được hướng dẫn đầy đủ quy trình sử dụng máy cắt, bàn là để đảm bảo an toàn trong quá trình lao động. Gia đình nhà mình làm nghề may được hơn chục năm rồi. Thì cũng nhắc nhở thợ làm là trước khi mà làm xong các công việc hoặc ra về chiều đến là phải dây điện dây kiếc là phải gọn gàng mà rút hết tất cả các công tác đóng cầu dao lại được cái khu vực mình làm. Máy cắt thì trước khi cắt thì phải cắm điện, cắt xong thì phải rút điện. Trong khi cắt thì đảm bảo phải an toàn trên hết, không được cắt vào tay. Thế đấy là cái không may thì phải vào thôi con đi. Thì không được gì, không ảnh hưởng gì cả. Dù máy hoặc bàn là cũng thế, bàn là thì trước khi làm mà tối đến nghỉ thì cứ xả vào hơi thì phải mở cửa ra thì cũng là an toàn tất cả cho mọi người, không an toàn thì là đóng điện thôi. Hàng họ thì mình cũng phải xếp sắp gọn gàng và cho nó ngăn nắp, không có mà nó bề bộn thì nó gây ra những cái hậu quả không đừng được. Hiện nay nhiều xưởng may trong xã Tam Hiệp đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất nên an toàn lao động trong quá trình sản xuất đều được đảm bảo. Thêm vào đó, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm mở các lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho chủ xưởng và người lao động được tham gia tập huấn.
qua đó ý thức tuân thủ các quy trình an toàn trong sản xuất cũng được nâng lên. Lượng lao động tham gia vào sản xuất làng nghề này tương đối đông, thì xã hiện tại nó có khoảng hơn 500 cơ sở sản xuất, thì thu hút khoảng độ hơn 7.000 lao động trong và ngoài xã đến lao động trực tiếp hàng ngày tại địa phương. Công tác vệ sinh an toàn lao động thì chúng tôi luôn được quan tâm. Một là thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương cũng như qua các hội nghị triển khai, cũng như hội nghị sinh hoạt ở các thôn dân cư. Và thông qua hội làng nghề chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền về cái việc mà lao động vệ sinh trong cái việc sản xuất thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho người lao động. Và thứ hai nữa là cái nội dung nữa là chúng địa phương thường xuyên tham gia hưởng ứng các cuộc mà của ủy ban huyện triển khai, trong đó là có tập huấn về cái an toàn lao động cho chủ cơ sở cũng như công nhân trên địa bàn của huyện về cái việc mà lao động trực tiếp ở các xã có làng nghề. Cái này là tôi cũng thường xuyên phối hợp với các phòng ngành chức năng của huyện làm tốt nội dung này. Tuy nhiên, cũng như thực trạng của nhiều làng nghề khác, làng nghề may mặc xã Tam Hiệp vẫn còn nhiều hạn chế, như các cơ sở sản xuất trong làng nghề đều hoạt động với quy mô nhỏ, tự phát và gặp phải không ít những khó khăn như thiếu mặt bằng để sản xuất tập trung, thiếu lao động ra vào liên tục, khiến cho việc tập huấn và đảm bảo an toàn lao động vẫn còn một phần khó khăn. Vẫn còn một số là khó khăn là bởi vì lao động làng nghề thì thường thường cái người mới đến và người có thể là người đang nhu cầu lao động người tự dịch chuyển, thế do nên dẫn đến cái việc mà một số người lao động thì mới đến là sẽ khó khăn trong cái việc mà tiếp cận, thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền phổ biến để làm sao đảm bảo tốt cái nội dung này trên địa bàn xã. Xã Tam Hiệp chúng tôi có 2 điểm cụm công nghiệp, thì đa số là phục vụ cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ và cụm công nghiệp Tam Hiệp. Tuy nhiên để tiếp cận cũng như để triển khai đưa các cơ sở trong khu dân cư ra các khu công nghiệp sản xuất thì nó còn cả một quá trình nữa, bởi vì là nó liên quan đến vấn đề là một là chúng ta các hộ có nhu cầu, và thứ hai là cái ưu đãi cũng như cái định hướng của các cấp các ngành đối với các chủ xưởng lớn ở địa phương để ra và cái tuyên truyền vận động bà con nhân dân ra các cụm công nghiệp, nhưng với điều kiện là các cụm công nghiệp phải hoàn thành, bởi vì 2 cụm công nghiệp hiện đang bước đầu đã giải phóng mặt bằng và đang đưa vào xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cái dự án. Thì cái này thì trong những năm tiếp theo địa phương sẽ định hướng cái các hộ sản xuất lớn cũng như nhỏ sẽ ra cái cụm công nghiệp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn và môi trường. Đấy, cái này là cái nguyện vọng cũng như là địa phương cũng định hướng lúc nào trong thời gian tới là để toàn bộ nhân dân người lao động ra đấy, ra những cái cụm công nghiệp. Hà Nội là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% số làng ở khu vực nông thôn. Hoạt động sản xuất làng nghề của Hà Nội đã thu hút được gần 1 triệu lao động tham gia sản xuất với khoảng 700.000 lao động thường xuyên, chiếm 42% tổng số lao động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên toàn thành phố. Tuy nhiên, điều kiện lao động ở một số làng nghề vẫn chưa đạt tiêu chuẩn như độ ồn, ánh sáng, độ rung, độ ẩm, nhiệt độ cao. Các nguy cơ mà người lao động tiếp xúc ở tỷ lệ cao, 95% tiếp xúc với bụi, 85,9% tiếp xúc với nhiệt, 59,6% tiếp xúc với hóa chất. Đa số người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, các xưởng nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động như giày, quần áo, mũ khi làm việc, nên nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để hạn chế tai nạn lao động, cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động tới chủ sử dụng lao động, người lao động tại các làng nghề, giúp họ hiểu sâu hơn về sự cần thiết phải thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, từ đó tự giác chấp hành. Đồng thời cần tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình có sử dụng máy móc thiết bị, có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn vệ sinh lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó nhằm ngăn chặn những tai nạn và hậu quả đáng tiếc xảy ra.